Vâng, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Fastcare Hôm nay thì mình nhận được đơn hàng thay màn hình và thay vỏ của chiếc Huawei Nova 3i Cùng mình tìm hiểu quá trình thay ngay nào Chúng ta sẽ đến với bước 1 là chuẩn bị và đánh giá tình trạng máy à, Và cùng nhìn qua tình trạng máy thì hiện tại màn hình đã không còn lên nữa rồi Riêng đối với trường hợp mà màn hình không lên để không test được những cái chức năng Thì sẽ có một số ít trường hợp là sẽ có lỗi à, Tuy nhiên thì lỗi này là trước đó nha các bạn Đối với các trường hợp máy mà bên mình không thể nào kiểm tra được các tính năng khi mà các bạn gửi máy cho bên mình thì bên mình cũng sẽ không bao test cho các bạn toàn bộ những chức năng đâu. Các bạn có thể thông cảm cho bên mình. Tuy nhiên thì những cái trường hợp như vậy rất là ít thôi nha các bạn. Cùng điểm qua về ngoại hình mặt sau của máy thì hiện tại đã bị bong thủy ở góc bên phải của máy rồi. Ngoài ra thì khung viền cũng đã bị sức giam khá nhiều nên khách yêu cầu bên mình sẽ phải thay vỏ luôn cho chiếc máy này nha các bạn chúng ta sẽ tới với bước 2 là tháo màn hình và thay vỏ cho chiếc máy trên đây là màn hình và cả vỏ đã chuẩn bị sẵn cho chiếc máy này nha các bạn chúng ta sẽ tháo hết toàn bộ nẹp bảo vệ socket của máy dưới men phụ và men chính nữa nha các bạn à, phần men chính của Huawei họ làm nẹp bảo vệ thật sự là rất là kỹ tháo socket pin đầu tiên và tháo socket màn hình thôi nào tới công đoạn tháo hết toàn bộ men phụ và men chính của máy nào ở bước này thì các bạn à, kỹ thuật viên cần phải tháo hết ốc và nhấc men từ từ để tránh ảnh hưởng tới men nhé khi mà qua cái phần khung viền mới ta chỉ việc lắp lại hết toàn bộ cụm mên chính, mên phụ và cuối cùng là pin của máy thôi. Đến bước thứ ba nào, chúng ta sẽ tiến hành tháo pin. Các bạn cần phải tháo bằng nước phá keo vì pin dính keo lên khung viền cực kỳ chắc chắn. Mặc dù là mình đã cố gắng hết sức nhưng pin vẫn sẽ hơi cong nhẹ nha các bạn. Điều này là không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên khi mà dùng vật nhọn đâm vào pin thì mới ảnh hưởng thôi nên các bạn có thể yên tâm. Hơi cong nhẹ vẫn hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng của pin. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp pin vào khung máy mới thôi nào. Ok và chúng ta sẽ qua tới bước 4 thôi, gắn lại màn hình và vỏ mới. Các bạn sẽ cần phải lắp hết toàn bộ nẹp men, đảm bảo toàn bộ ốc trên nẹp men được cố định đủ chặt. Các bạn kỹ thuật viên cũng đồng thời kiểm tra xem các uh, chi tiết bên trong cái phần men này. Việc kiểm tra này cũng rất quan trọng trong quá trình là tháo và thay vỏ mới cho chiếc máy. Sau đó sẽ lắp lại sóc kết màn hình và men chính của chiếc máy là xong rồi nha các bạn. Rồi và bây giờ thì kỹ thuật viên sẽ tháo phần cảm biến vân tay ra khỏi mặt lưng cũ và lắp lại men cho máy. Sau đó chúng ta sẽ đi lại keo cho phần khung viền này. Lưu ý một chút thì phần khung viền mới sẽ không cần phải vệ sinh keo cũ. Tuy nhiên nếu là khung viền nguyên bản của chiếc máy thì bên mình sẽ vệ sinh lại keo nhé. Như vậy là quy trình thay màn hình và thay vỏ của chiếc Huawei Nova 3i cũng đã hoàn tất. Bên mình sẽ khởi động lại máy và tiến hành kiểm tra các chức năng như hiển thị, cảm ứng, loa, camera và cả chức năng nghe gọi trước khi mà giao lại máy cho khách. Về bảo hành thì các bạn có thể bấm vào đường link dẫn tới trang web bên mình để biết chi tiết hơn nhé. Chính sách bảo hành có thể thay đổi ở thời điểm mình làm video này. Nếu các bạn là thành viên của kênh, bạn có thể liên hệ với mình theo số Zalo 0865600246 hoặc ghé chi nhánh bên mình theo địa chỉ được cung cấp trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy nó hữu ích đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastkey. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.